Tết táo quân. Tết ông công ông táo. Tháng chạp tháng 12. Lịch âm ngày 23 tháng chạp theo lịch âm là ngày Tết táo quân của Việt Nam. Ngày 23 tháng chạp theo lịch âm là ngày Tết táo quân của Việt Nam. Ông công ông táo. Tết táo quân còn gọi là Tết ông công ông táo. Tết táo quân còn gọi là Tết ông công ông táo. Cá chép vàng. Cưỡi thiên đình. Táo quân sẽ cưỡi cá chép vàng lên thiên đình. Táo quân sẽ cưỡi cá chép vàng lên thiên đình. Mâm cúng. Chuẩn bị. Các gia đình Việt Nam sẽ chuẩn bị mâm cúng vào ngày Tết táo quân. Các gia đình Việt Nam sẽ chuẩn bị mâm cúng vào ngày Tết táo quân. Bộ trang phục vàng mã. Mũ, đôi giày. Một bộ trang phục vàng mã có ba cái mũ, ba đôi giày, ba bộ quần áo. Một bộ trang phục vàng mã có ba cái mũ, ba đôi giày, ba bộ quần áo. Thả ao hồ sông. Cá chép vàng được thả xuống ao hồ sông. Cá chép vàng được thả xuống ao hồ sông.